Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một địa danh gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, Đèo Hải Vân còn là một trong những địa điểm thu hút những du khách đam mê khám phá và trải nghiệm bởi cảnh đẹp làm mê đắm lòng người nằm giữa hai trung tâm hành chính, đó chính là Đà Nẵng và Huế. Giải Đèo Hải Vân hùng vĩ tọa lạc ngay bên cạnh Vịnh Lăng Cô Thơ Mộng. Tham quan đèo sẽ mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm khác nhau từ trên đỉnh núi cao mây phủ xuống đến tận bãi biển sóng vỗ cát vàng. Được ví như thiên hạ đệ nhất hùng quan, Đèo Hải Vân nằm trên dãy núi Bạch Mã với chiều dài là 21 km, đỉnh cao nhất cao tới gần 500 m và là cung đèo nổi tiếng hiểm trở bậc nhất từ trước đến nay khi chưa có hầm đường bộ xuyên qua đèo. Đèo Hải Vân luôn tấp nập những dòng xe cộ đi lại. Ngày nay thì đèo Hải Vân lại mang vẻ đẹp lạnh lẽ và nên thơ, luôn chào đón những chuyến khám phá bất ngờ của nhiều du khách ưa thích những trải nghiệm mới. Mặc dù có địa hình hiểm trở trênh vênh với những con dốc treo leo khúc khỉu bên núi cao vực thẳm, nhưng bất cứ du khách nào có dịp đặt chân lên đây đều vô cùng thu hút bởi vẻ đẹp của một trong những cung đường đèo đẹp nhất thế giới